Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC là đơn vị quản lý vận hành và kinh doanh bán điện trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc. Do đó, nhiệm vụ của đơn vị vốn đã nặng nề lại càng gặp nhiều thách thức mỗi khi đến mùa nắng nóng hàng năm. Bởi ngoài khối lượng tài sản lớn, địa hình phức tạp và thời tiết cực đoan, thì miền Bắc còn là khu vực có tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm lớn nhất cả nước, đòi hỏi việc cấp điện phải luôn được đảm bảo an toàn, ổn định một cách tốt nhất. Do tỷ lệ thành phần điện quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỷ trọng khoảng 30%, nên trong đợt nắng nóng, hầu hết các tỉnh miền Bắc sản lượng điện đều có mức tăng cao đột biến từ 10 đến 15%. Ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài làm giảm hiệu suất mang tải của thiết bị, làm tăng nguy cơ xuất hiện bất thường hoặc sự cố trên lưới, ảnh hưởng đến vận hành ổn định của lưới điện. Bên cạnh đó, lưới điện tại một số khu vực vận hành lâu năm xuống cấp, ảnh hưởng của yếu tố môi trường cũng ảnh hưởng đến công tác vận hành an toàn lưới điện. Mặt khác, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến tiến độ cung cấp vật tư thiết bị từ nước ngoài bị ảnh hưởng đã đặt EVN-NPC trước nhiều khó khăn, thách thức. Để đáp ứng đủ điện phục vụ nhu cầu tăng trưởng của địa phương và hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong những ngày nắng nóng năm 2021, EVN-NPC thực hiện đồng thời 3 nhóm giải pháp chính liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, quản lý vận hành và kinh doanh dịch vụ khách hàng, song song với việc tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty về việc chủ động triển khai công tác truyền thông mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Hưng Yên đã có chương trình quản lý nhu cầu điện và tiết kiệm điện năng 2021, yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, chủ động điều tiết phụ tải và có giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ nghiêm túc các quy định về tổ chức kiểm tra, phúc tra ghi chỉ số đối với khách hàng có sản lượng tăng, giảm bất thường từ 30% trở lên theo thứ tự ưu tiên, phúc tra các khách hàng có tăng giảm bất thường từ cao đến thấp tới 30% so với tháng liền kề. Để hạn chế thấp nhất việc sai sót trong khâu ghi chỉ số công tơ, Điện lực Hưng Yên phấn đấu từ nay đến hết 31 tháng 1 năm 2021 sẽ hoàn thiện việc thay thế 100% công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có chức năng đo xa, cung cấp mật khẩu cho khách hàng để phối hợp cùng ngành điện giám sát và quản lý công tác ghi chỉ số. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về chuẩn bị công tác cấp điện cho mùa nắng nóng, thì phía Công ty Điện lực Hưng Yên đã thực hiện rất nhiều cái giải pháp củng cố hệ thống và phát triển hệ thống lưới điện. Trong cái quý 1 và tháng 4 vừa qua thì chúng tôi đã đóng điện đường dây 110 kV và trạm biến áp 110 kV bãi sậy để cấp điện cho các khu vực huyện Ân Thi và khu vực huyện thị xã Mỹ Hào. Chúng tôi đã nâng công suất trạm biến áp Tân Quang và trạm biến áp 110 Tân Quang và các xuất tuyến để cấp vơ điện cho khu vực Văn Giang và Văn Âm. Ngoài ra thì chúng tôi đã đưa vào đóng điện 203 trạm biến áp phân phối. Theo chỉ đạo của Tổng Công ty là phải hoàn thành trước cái thời điểm diễn ra mùa hè năm 2021. Ngành điện là hầu như là đều cho mọi người sử dụng điện, các khách hàng sử dụng điện đều sử dụng Zalo qua cái mạng xã hội. Trước khi mất điện thì cũng được nhận được tin nhắn hoặc là khuyến khích tiết kiệm điện qua mạng Zalo, với cả rất là nhiều những cái dịch vụ tiện ích qua cái mạng Zalo. Như ngành điện là thường xuyên là nhắn là khi mất điện cũng đều nhắn này, rồi là sử dụng hết bao nhiêu tiền điện thì đều được nhắn qua cái mạng Zalo đấy để mình biết, và mình cũng ý thức được cái việc là tháng này mình dùng nhiều thì mình sẽ tiết kiệm hơn đấy, để phù hợp với cả cái mức thu nhập thu chi của mỗi gia đình. Để đảm bảo cấp điện phục vụ sinh hoạt của nhân dân trong mùa nắng nóng, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh, Công ty Điện lực Quảng Ninh không ngừng đầu tư, cải tạo và nâng cấp lưới điện để phục vụ nhu cầu sử dụng điện của khách hàng. Cụ thể, trong quý 1 và tháng 4 năm 2021, công ty đã triển khai đầu tư và đưa vào vận hành một số công trình trọng điểm, bảo dưỡng thiết bị, đảm bảo cung ứng điện 24/24 cho người dân trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi có hai cái biện pháp, một là về kỹ thuật, hai là về kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Về công tác kỹ thuật thì ngay từ tháng 2 thì chúng tôi đã chuẩn bị các cái công trình đầu tư rồi đại tu là đưa được vào lưới, là chúng tôi đã sẵn sàng đưa vào. Thế còn về kinh doanh và dịch vụ khách hàng thì cái việc đầu tiên là chúng tôi phải thực hiện cái việc là tránh cái việc hóa đơn tiền điện tăng cao và gây bức xúc cho khách hàng. Vì mùa nắng nóng thì gần như là ở tỉnh Quảng Ninh ấy, đến 80-90% là cái sự khách hàng sẽ sử dụng cái lượng điện cao và dẫn đến cái việc là tiền điện sẽ tăng. Thế thì khách hàng có thể là không hiểu về những cái việc này, chúng tôi làm sao để đảm bảo cái việc là minh bạch nhất. Ngay từ những tháng đầu năm, PC Quảng Ninh đã đẩy mạnh việc tuyên truyền thông báo để khách hàng, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tích cực tham gia giám sát việc ghi chỉ số công tơ, đảm bảo tính công khai, minh bạch, thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc lập lịch ghi chỉ số.
Công tác ghi chỉ số và phúc tra chỉ số, phát hành hóa đơn, tiếp nhận giải quyết phản ánh hóa đơn tiền điện tăng cao để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh khắc phục các thiếu sót, hạn chế trong quản lý. Ngoài ra, công tác tư vấn các thông tin về dịch vụ điện trực tuyến, tiết kiệm điện, an toàn điện trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học và nhân dân cũng được chú trọng. Dự kiến là trong năm 2021 thì công ty Đôi Béo sẽ tiêu thụ khoảng 38 triệu kWh. Thì ngay khi mà có cái chỉ thị thì công ty Đôi Béo bên Điện lực Quảng Ninh đã phối hợp với nhau để ký cái hợp đồng là về cái giờ cao điểm hoặc là xả thải tải khi mà có sự cố. Chất lượng điện của Điện lực Quảng Ninh cho Lưới Béo đảm bảo theo đúng cái yêu cầu kỹ thuật và chất lượng điện hiện nay. Mặc dù chịu tác động của đại dịch COVID-19, song trong quý 1 năm 2021, sản lượng điện thương phẩm toàn EVN-MPC thực hiện trên 17,486 triệu kWh, tăng sấp xỉ 8% so với cùng kỳ năm 2020. Dự kiến trong năm 2021, tổng công ty hoàn thành 38 dự án, nâng công suất và lắp thêm máy biến áp thuộc lưới điện 110 kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho toàn khu vực miền Bắc. Đi liền với các giải pháp về đầu tư, EVN-MPC cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp kỹ thuật để chủ động ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, liên tục với khả năng cao nhất trong mọi tình huống để năm 2021 này, khách hàng khu vực phía Bắc có một mùa hè không lo thiếu điện.